Xin chào tất cả các bạn là thành viên của ETH Sky. Thì như các bạn cũng đã biết thì hiện tại ETHS đã được list lên sàn LalaChain. Thì như các bạn đang nhìn ở trên màn hình của em thì hiện tại ETHS giá của nó khởi điểm là 1,7 đô. Vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký và xác minh KYC tài khoản ETHS để các bạn có thể là mua bán giao dịch đồng tiền ETHS ở trên cái sàn này hoặc là bất kỳ một cái đồng coin nào khác ở trên cái sàn LalaChain này nhá. Thì đầu tiên mọi người sẽ truy cập vào cái đường link em để ở dưới phần mô tả và bình luận của video này. Thì mọi người click cái đường link đó để mọi người tải cho nó nhanh cái sàn LalaChain nhá. Ok, thì ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng địa chỉ email để nó bảo mật tài khoản của mình nhá. Thì nó sẽ ra giao diện như thế này, sau khi mọi người ấn vào cái đường link em để dưới phần mô tả và bình luận của video thì mọi người sẽ nhập cái Gmail của mọi người vào. Đấy, mọi người viết cái Gmail của mọi người vào nhá. Ok, dòng thứ nhất là mọi người nhập cái địa chỉ email, dòng thứ hai thì mọi người nhập cái password vào. Dòng thứ ba là xác minh lại cái mật khẩu thì mọi người nhập vào. Mọi người cần phải nhập lại cái mật khẩu chính xác nhá. Ok. Thì cái dòng thứ tư là đó là mã giới thiệu, mã mời mọi người đăng ký cái sàn LalaChain này. Thì mọi người có thể nhập, nếu như chưa có ai thì mọi người nhập cái mã giới thiệu của em vào, đó là QQG VVV ZE đều là viết chữ in hoa không dấu mọi người nhé. Nói chung là khi mà mọi người ấn vào cái đường link thì nó sẽ hiển thị luôn cái mã mời giới thiệu của em đăng ký cái sàn LalaChain này rồi. Sau đó mọi người ấn cho em cái phần ô vuông đen 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 này, mọi người tích vào. Sau đó mọi người ấn vào sign up. Ok, sau đó mọi người sẽ nhìn thấy cái chấm này là click to verify, là ấn vào click vào để xác minh. Chúng ta ấn click vào để xác minh. Đấy, xác minh thành công rồi thì nó sẽ cho 100 giây thì chúng ta sẽ thoát ra. Chúng ta sẽ vào email nhé. Email của mọi người nhé. Đấy, mọi người vào email của mọi người này. Đây mọi người chờ tí. Đây, nó gửi về cho mình đây. Đây. 991045 đây. 991045 đây cái mã code nhá, mọi người có thể sao chép lại nhé. Đấy, 991045 này. 991045. Đấy, nó tự xác minh luôn. Ok, sau đó là chúng ta lại đăng nhập cái, chúng ta ấn không bao giờ đi. Chúng ta sẽ nhập lại email và cái mật khẩu của chúng ta vào nhé. Nhập mật khẩu của mọi người vào. Sau đó là mọi người ấn vào cái click to verify này, mọi người ấn vào cái chấm xanh lên này, ấn vào cho em để nó xác minh. Đấy, nó xác minh thành công rồi, sau đó ấn login. Đấy, sau đó thì chúng ta lại tiếp tục ấn vào click to send này, chúng ta click để nó lại gửi gửi cái email xác nhận của mình. Thì mọi người sẽ
vào lại cái Gmail của mọi người. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy nó lại hiện tiếp cái mã số để chúng ta đăng nhập vào nhé. Mọi người chờ tí, nó đang load. Đấy, 22 giờ 47 này. Đấy. 903682. Nên là mọi người yên tâm khi đăng ký với sàn này nhé. Con nào? 903682 này. 903682. Đấy, sau đó chúng ta ấn confirm này. Đấy, sau đó chúng ta đấy nó tự động đăng nhập tài khoản sàn LalaJay thành công rồi. Đấy thì như vậy thì trong video ngày hôm nay thì em cũng hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký sàn LalaJay bằng điện thoại thành công rồi. Thì mọi người xem video này thấy hay thì hãy cho em một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Thì trong video tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xác minh KYC tài khoản sàn LalaJay nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người video mới nhất của em. Bye bye.